Kính chào quý vị và các bạn. Vậy là chúng ta đã trải qua những ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2020 và trong tuần vừa qua đã có những sự kiện nổi bật gì diễn ra trên địa bàn tỉnh? Hãy cùng chúng tôi điểm lại ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, đã thành thông lệ mỗi dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị và Hội Chữ thập đỏ tỉnh lại phối hợp tổ chức chương trình nối vòng tay nhân ái nhằm chung tay hỗ trợ người nghèo đón Tết. Và trong tuần qua, chương trình nối vòng tay nhân ái Xuân Canh Tý 2020 đã diễn ra với số tiền thu được hơn 11 tỷ đồng. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tượng trưng 30 suất quà Tết, mỗi suất 1 triệu đồng. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trao 20 căn nhà đại đoàn kết, mỗi căn nhà trị giá 40 triệu đồng cho 20 hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Công ty cổ phần tập đoàn PAN trao hỗ trợ 125 bộ thiết bị ghi nhật ký khai thác thủy sản điện tử với tổng trị giá 1 tỷ đồng cho ngư dân Quảng Trị. Kết thúc chương trình truyền hình trực tiếp nối vòng tay nhân ái Xuân Canh Tý 2020, ban tổ chức đã huy động được số tiền trên 11 tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh, các tổ chức phi chính phủ. Ban tổ chức chương trình sẽ phân bổ thành những phần quà và tổ chức trao đến tay các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con có một cái Tết yên vui, đầm ấm hơn. Trong tuần, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị và thương mại dịch vụ Nam Đông Hà là một khu đô thị thương mại dịch vụ với các không gian nhà ở, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, thể thao, thương mại dịch vụ. Phối hợp với công trình đã quy hoạch và đầu tư xây dựng tạo thành một tổng thể thống nhất. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định việc quy hoạch, triển khai, xây dựng dự án là hết sức quan trọng đối với không gian phát triển của thành phố Đông Hà cũng như công tác thu hút và kêu gọi đầu tư. Chính vì thế, việc hoàn thiện quy hoạch chi tiết phải được thực hiện nhanh chóng, chính xác, phù hợp với tình hình thực tế. Do đó, Sở Xây dựng phối hợp với Sở Giao thông xem xét và nghiên cứu kỹ để khuyến cáo chủ đầu tư quan tâm bố trí lại mạng lưới giao thông trong khu đô thị, tính toán lưu lượng thoát lũ, các mương thoát nước trên địa bàn, toàn bộ diện tích quy hoạch, giao thành phố Đông Hà cập nhật thông tin điều chỉnh quy hoạch phân khu. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đặc biệt lưu ý đối với tất cả những cây cọ dầu hiện có chỉ được bố trí trong khu vực, tuyệt đối không được di rời ra ngoài công viên. Trong tuần qua đã diễn ra lễ khởi công hai dự án mới trên địa bàn hai huyện Hướng Hóa và Đắk Cờ Rông, đó là dự án nhà máy điện gió Phong Liệu, Phong Nguyên và Phong Huy tại xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa và dự án thủy điện bản mới tại xã Đắk Cờ Rông, huyện Đắk Cờ Rông. Cả hai dự án đều do công ty cổ phần thủy điện Đắk Cờ Rông làm chủ đầu tư, trong đó dự án ba nhà máy điện gió Phong Liệu, Phong Nguyên và Phong Huy tổng công suất 144 MW, tổng lượng điện bình quân hàng năm là gần 134 triệu kWh. Tổng nguồn vốn đầu tư 4.800 tỷ đồng. Theo kế hoạch đến tháng 10 năm 2021, dự án sẽ hoàn thành cung cấp lượng điện đáng kể, ổn định, đảm bảo cất điện. Dự án hoàn thành còn giải quyết việc làm cho khoảng 90 lao động và đóng góp cho ngân sách khoảng 180 tỷ đồng. Dự án thủy điện bản mới Đắk Cờ Rông có công suất 5 MW, tổng mức đầu tư gần 180 tỷ đồng, thiết bị công nghệ của nhà máy theo tiêu chuẩn châu Âu. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào tháng 10 năm 2021, cung cấp vào lưới điện khoảng 17,2 triệu kWh, giải quyết việc làm cho 35 lao động và nộp ngân sách khoảng 6 tỷ đồng mỗi năm. Việc khởi công hai dự án nói trên là minh chứng đưa công ty cổ phần thủy điện Đắk Cờ Rông trở thành doanh nghiệp hàng đầu cung cấp năng lượng tại Quảng Trị với gần 200 MW, góp phần đưa Quảng Trị sớm trở thành trung tâm năng lượng ở khu vực miền Trung, theo quy hoạch của Chính phủ và Bộ Công Thương. Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi điểm lại các sự kiện đáng chú ý diễn ra trong tuần qua trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm phòng chống hàng giả, hàng nhái và hàng không rõ nguồn gốc trong dịp Tết Nguyên đán, trong những ngày qua, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã phá thành công chuyên án ma túy lớn cũng như liên tiếp bắt giữ một số lượng lớn hàng nhập lậu với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. Theo đó, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 4 tháng 1 năm 2019, tại khu vực km 72+700 quốc lộ 9 thuộc địa phận thôn Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tổ công tác phát hiện xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 43S-7590 kéo theo rơ móc gắn biển kiểm soát 43R-00722, chở theo container số hiệu C2-289050 đang lưu thông theo hướng từ Lao Bảo về Đông Hà. Trên xe chở 500 chai rượu ngoại không có hóa đơn và chứng từ, chứng minh nguồn gốc, tổng trị giá hàng hóa là trên 120 triệu đồng.
Trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 tháng 1, lực lượng chức năng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng đã phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 74D00128 vận chuyển 1.000 chai bia Heineken loại chai 250ml và 200 bon bia Heineken loại 5 lít do nước ngoài sản xuất với tổng trị giá trên 150 triệu đồng. Cũng trong ngày 2 tháng 1, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và bắt giữ xe tải biển kiểm soát 74D00246 vận chuyển 50 bao đường cát tổng trọng lượng 2,5 tấn do lái xe Lê Ngọc Tín, sinh năm 1974, trú tại huyện Hằng Hóa điều khiển, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên. Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam qua địa bàn biên giới tỉnh Quảng Trị, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 30 tháng 12, cách bờ sông Sepol khoảng 100 mét thuộc khóm Duy Tân, thị trấn La Bảo, lực lượng ban chuyên án 1219L đã bắt quả tang đối tượng mang quốc tịch Lào, Sang Thong Builavan, tên thường gọi là Sang, sinh năm 1990, trú ở bản Đen Sa Văn, Sepol, huyện Sa Văn Na Khệt, Lào. Tang vật thu giữ gồm 10 kg ma túy đá và 20.000 viên ma túy tổng hợp cùng một số giấy tờ và tang vật quan trọng khác liên quan đến chuyên án. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc mục Quảng Trị tuần qua. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.